Hai anh chàng này là học viên Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, lâu lâu mới được nhà trường cho nghỉ xả hơi, nên hai ông tướng đã quyết định lên bar bay lắc và kiếm gậy đẹp để vui chơi. Cơ mà do thời gian ở trong quân đội tiếp xúc với trai quá lâu, nên hai anh đã quên mất cách tán gái, lại thêm cái mặt cứ ngáo ngơ thế này, nên chẳng làm ăn ra ngô ra khoai gì. Thế là hai thằng đành thất vọng, tay không dắt díu nhau ra về, đang than thở ông trời sao bất công, thì có ngay một em gái áo hồng xinh tươi đi ngang qua. Hai ông cháu lại tưởng phúc trời ban, nên liền đi theo con gái người ta như hai thằng biến thái. Đang lúc oản tù thì xem thằng nào sẽ ra xin số người đẹp, thì đột nhiên có một đám người lạ đi đến bắt cóc cô gái. Chứng kiến vụ bắt cóc trắng trợn ấy, hai ông tướng liền chạy theo giải cứu, nhưng không may đã bị chúng trói lại, rồi treo lơ lửng như bò giống. Chúng tính móc nội tạng của họ ra. Vậy với lòng nhiệt huyết và danh dự của một cảnh sát tương lai, họ sẽ làm gì để giải cứu chính mình và những cô gái đây? Để biết đáp án thì chúng ta cùng vào phim luôn nhé. Câu chuyện bắt đầu từ mùa nhập học của học viện quân đội. Hai người lúc này vẫn chưa thân thiết. Anh chàng này là Park Chang Jun, tham gia học cảnh sát vì nhà không có tiền để đi học đại học. Còn anh đeo kính là Kang Hyon, vào trường này cũng chỉ vì không tìm được mục tiêu đời mình mà chọn đại một trường. Lúc chưa vào học, Jun còn quả đầu rất đẹp trai, nhưng đến lúc vào đây, dù đã cố van xin rằng tóc mái này của em phải nuôi tận một năm mới dài được chừng này, ông anh cắt tỉa xương xương giúp em thôi nhé. Anh thợ cắt tóc vô cùng thân thiện. Ok em nhá, đấy xương xương thế được chưa em? Cũng vì quả đầu moi này mà Jun đã bị anh bạn mắt kính chê là thằng ngu. Khịa người ta xong, anh cũng chẳng khá hơn khi bị lấy tăng đơ cạo chọc đầu. May mà anh cắt tóc còn nương tay, trở lại cho ít tóc làm giống. Môi trường quân đội vô cùng khắc nghiệt, với những bài tập thể lực cường độ cao, để kiểm tra năng lực thể chất của học sinh. Nếu không đáp ứng được sẽ bị loại trả về gia đình ngay lập tức. Cực khổ cả ngày trời cuối cùng họ cũng được ăn cơm. Người phát đồ ăn lại là anh thợ cắt tóc lúc sáng, phát cho Jun đúng 2 cục xúc xích nhỏ. Anh xin thêm mấy cái nữa thì ông bảo méo, vì làm thế người sau sẽ hết phần. Jun đành ngậm ngùi đến bàn ăn, đối diện là Hyon đã ăn cơm xong. Nhìn dĩa cơm của cậu ấy vẫn còn xúc xích, hai mắt Jun bừng sáng như đèn pha. Hyon là một tên ưa sạch sẽ, đến mức vì nghĩ trong xúc xích sẽ có chất gây ung thư, nên anh ta sẵn sàng nuốt cơm trắng. Thế là Jun nhanh chóng xin luôn 2 cục xúc xích. Trong buổi huấn luyện leo dây tiếp theo, có một người bị tuột tay mà ngã chấn thương nên đã bị loại. Đến bài kiểm tra độ bền, nữ giáo quan lệnh cho mọi người phải chạy lên đỉnh núi rồi chạy về trong thời gian quy định. Ai không về đích đúng thời gian sẽ bị loại ngay lập tức. Trong lúc chạy, Hyon không may bị trật chân, các đồng đội lần lượt chạy qua hết, nhưng họ lại ngó lơ anh chàng, không ai nguyện ý ở lại giúp đỡ. Đến khi thấy Jun chạy qua, anh vội bám lấy chân cậu ấy, xin hãy cõng theo mình về đích với, mình không muốn bị loại uổng phí như này. Hyon nhắc lại mình đã cho Jun xúc xích, và hứa sẽ dẫn Jun đi ăn thịt bò Kobe ngon nhất Hàn Quốc, do nhà cậu sản xuất. Điều đó khiến Jun không thể từ chối. Cậu đã mặc kệ nguy cơ bị loại vì về sau cùng, tất cả các học viên đã về đến đích, duy chỉ có 2 người vẫn chưa thấy đâu. Lúc họ về đến nơi thì trời cũng ngả chiều, nữ giáo quan định trách phạt, nhưng khi biết 2 người họ đã giúp đỡ nhau trong suốt chặng đường, cô liền quay sang trách các học viên còn lại, là một cảnh sát mà chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình. Thấy đồng đội gặp nạn mà không giúp thì thật đáng khinh, cô phạt tất cả học viên phải chạy lên đỉnh núi lần nữa. Cứ thế 2 anh chàng đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra, từ đó họ trở thành bạn thân sát cánh bên nhau. Mới đó mà đã 2 năm trôi qua, sắp đến ngày Giáng sinh nên mọi người sẽ được nghỉ phép xả hơi. 2 anh mặt mũi đẹp trai cao to sáng lạng thế này mà vẫn chưa có người yêu. Đã vậy tên mập cùng lớp còn khoe ảnh bạn gái cậu ta ra, khiến 2 ông cháu FA tức điên máu. Để biết được tên mập này kiếm bạn gái ở đâu, trong tiết luyện karate, Jun đã kẹp cổ cậu bạn, bắt tên mập phải khai ra nơi tán gái. Dưới sức mạnh của Jun, tên mập không chịu được đã phải khai ra, chính là ở hộp đêm nơi các dân chơi đang cư ngụ. Không nhiều lời, 2 anh chàng liền trải chuốt đẹp đẽ, lên đồ lồng lộn đi kiếm bồ. Khổ nỗi 2 thằng đều là con đỗ nghèo khỉ, không có nổi một cái áo đẹp, thế thì đành phải đi mượn đồ thôi. Cơ mà có gì đó hơi sai, mượn đồ người ta mà không xin xỏ một tiếng. Rất tự nhiên lục tủ, lấy đồ đẹp nhất của anh bạn mập dùng tạm. Lần đầu đến hộp đêm, 2 thanh niên phấn khích như chơi đá quá liều, hú hét chỉ trỏ lung tung. Ở đây không thiếu gì gái, đúng là thiên đường. Cơ mà 2 anh là lần đầu vào bar, nên cách cô gái hơi lạ. Hyon thân thiện vỗ tay theo điệu nhạc, nhún nhảy rất gì và này nọ. Nhưng sao lại cứ trông giống thằng đao trốn chạy thế này, dọa mấy em gái sợ chết khiếp. Được cô gái áo xanh mời nhảy, thì lại bị người yêu cao 2 mét của cô ta suýt vã lệch hàm. Còn Jun mang tiếng đi tập làm dân chơi, đến khi gái ghé sát tai thì thầm lại rén hết cả người. Kết quả 2 thằng chẳng thu hoạch được gì, đành khoác vai nhau ra về. Trên đường đi họ gặp được cô gái áo hồng xinh xắn, định là sẽ thử vận may lần cuối. Lỡ đâu ông trời thương tình tặng cho cô người yêu thì sao nhỉ? Chưa kịp đến xin info, thì cô ấy đã bị một đám người đánh ngất lôi lên xe đi mất. 2 anh vội đuổi theo hết tốc lực, nhưng 2 cẳng thì sao chạy kịp 4 bánh. Kết quả nôn thốc nôn tháo, may sao Hyon đã nhớ được biển số xe. Họ liền nhanh chóng báo cảnh sát, tuy nhiên khi 2 người chạy đến đồn làm chứng, thì cảnh sát lại đang bận xử lý vụ việc. Cháu của gia đình tài phiệt bị bắt cóc nên không quan tâm vụ nhỏ nhoi này. Lần đầu tiên 2 anh chàng cảnh sát tập sự nhận ra được sự chậm trễ thất trách của cảnh sát chính quy. Bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích và răm rắp nghe lời cấp trên, Hai anh chàng bất lực và quyết định sẽ tự mình điều tra. Họ bắt taxi quay lại hiện trường. Ở đây họ tìm được gói bánh gạo mà cô gái để lại. Hai anh liền chạy đi khắp các quán để hỏi xem bánh gạo này là của quán nào. Nhưng đi đến đâu người ta xua đuổi đến đó. Cuối cùng bằng niềm tin vô bờ bến, hai người đã tìm được bà chủ bán loại bánh gạo này. Bà chủ cho biết, cô gái vừa nãy mới mua bánh gạo của bà thường làm việc ở dưới tầng hầm của căn nhà đối diện. Biết được thông tin, hai ông cháu vội chạy đến điều tra. Đến nơi họ mới biết, chỗ này là dịch vụ lấy giấy tay trá hình. Cảnh sát mà biết chúng ta ở đây chắc chắn sẽ bị đuổi học. Tuy nhiên vẫn không thể thấy chết mà không cứu, nên cả hai đã oản tù tì để quyết định ai là người vào đó. Nhưng trò này Hyon còn non và xanh lắm, không thể thắng được một ván nào nên đành ngậm ngùi đi vào trong. Còn Jun thì ở ngoài canh cửa, nhưng vì đói quá mà đã vào quán đối diện làm tô mì. Còn Hyon ở trong này được phục vụ tận tình phê tận nóc, nhưng anh nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, dò hỏi cô nhân viên về chỗ ở của cô gái áo hồng. Đang lúc anh sắp có được địa chỉ nhà, thì ngoài này hai cảnh sát tìm tới cửa. Để cảnh sát tóm được học viên của Đại học Cảnh sát vào quán lấy giấy tay trá hình thì nguy to, nên Jun đành làm liều hét lớn gọi hai anh cảnh sát là đồ con lợn, rồi chạy đi để câu thời gian cho Hyon ra ngoài. Sau khi có được thông tin cần thiết, hai người vội chạy ngay đến nhà cô gái áo hồng. Ra mở cửa là tên tóc vàng rất khả nghi. Tên này có tật giật mình, vội phá cửa sổ chạy trốn. Nhưng thằng nhóc con này sao thoát nổi, rất nhanh đã bị hai anh trai bắt được. Dưới sự tra hỏi của Jun, tên này đã nhanh chóng khai ra. Hóa ra cô gái áo hồng mới chỉ 17 tuổi mà đã bỏ nhà ra đi, nên hắn đã lợi dụng rồi bán cô cho tổ chức buôn chứng người trái phép. Sau khi lấy được địa chỉ, họ liền trói tên tóc vàng vào cột, rồi liều lĩnh phi luôn đến hang ổ bọn cướp để điều tra. Tài xế chở họ đến nơi không quên dặn, chỗ này chính là thiên đường tội phạm hoành hành, cảnh sát cũng không muốn đụng vào. Cả hai dù hơi rén nhưng đã đến thì không thể quay về. Họ vào quán thịt cừu mà tên tóc vàng đã khai. Ở đây có một đám người đang ngồi ăn. Jun lấy điện thoại của tên tóc vàng gọi vào số máy khả nghi, thì lập tức điện thoại của một tên ở bàn bên vang lên. Hai người đã xác định được mục tiêu liền tắt máy để đợi thời cơ hành động. Nhưng bất ngờ tên kia gọi lại khiến cả hai bị bại lộ. Bọn chúng kéo người đến vênh váo, dọa nạt hai chàng thanh niên, tưởng họ chỉ là cu li ở đầu đường xó chợ. Nhưng chúng không biết là mình đã động đến nhầm người. Hai anh em nhanh chóng cho bọn côn đồ biết thế nào là lễ hội. Tên thì bị Hyon đá bể hai hòn trứng cút, tên thì bị Jun vật ra đất như cỏ rác. Hai người đánh cả đám nằm la liệt dưới đất. Họ phấn khích hò hét vì lần đầu được đánh nhau sau bao năm khổ luyện. Không ngờ lại đã tay như thế này. Jun vội đến áp chế tên tóc xù. Lúc đầu tên này còn gan lì cười như điên không chịu khai, nhưng đến khi bị Jun lấy xiên nướng thịt thọc vào mông liên tiếp, thốn quá, hắn đành ngoan ngoãn dẫn hai người đến căn cứ. Một tên đàn em nhanh chóng chạy về báo cho đại ca. Còn bên này hai anh chàng đã đến nơi. Jun ở lại áp chế tên tóc xù, còn Hyon vào trong xem xét tình hình. Khi lên lầu anh mới tá hỏa, phát hiện nơi đây có vô số căn phòng giam giữ rất nhiều cô gái trẻ. Tên tóc xù lúc này mới khai ra, bọn chúng chuyên đi bắt cóc những cô gái bỏ nhà ra đi và lấy trứng của họ bán cho những cặp vợ chồng giàu có vô sinh. Jun điên máu đấm cho tên ác nhân này say sẩm mặt mày, rồi nhanh chóng chạy lên cùng Hyon giải cứu những cô gái. Họ chỉ đưa được một cô bé mất máu đang nguy kịch ra, định sẽ báo cảnh sát đến cứu những người còn lại. Nhưng chưa kịp tẩu thoát thì đại ca của chúng đã xuất hiện. Tên này khác hẳn với mấy tên trước, cả sức mạnh lẫn kỹ năng chiến đấu đều trên cơ với Hyon. Ngay cả người mạnh mẽ như Jun cũng không phải đối thủ. Hắn liên tục bắn hành cho họ sắp mặt lợn. Chỉ trong vài chiêu nam chính đã bị hạ đao ván. Cả hai bị bọn chúng đưa về hang ổ và bị trói lên móc sắt. Chúng định mổ bụng họ lấy nội tạng. Tuy nhiên với thân thủ phi phàm, Jun đã tìm được cách để thoát khỏi xiềng xích, đồng thời giải cứu luôn cho ông bạn. Tưởng rằng đã thoát được nhưng không, bọn chúng vẫn đang nằm vật vã khắp nơi. Họ phải lợi dụng lúc đám côn đồ đang yên giấc và nhẹ nhàng đi qua chúng. Tuy nhiên đời đã đen rồi lại còn lắm lông. Đồng hồ của Jun bất ngờ reo lên đã đánh thức chúng dậy. Họ vắt chân lên cổ chạy thụt mạng ra ngoài. Đám đàn em như lũ ma đói chạy theo sau vồ vập. Còn hai thanh niên không may đã chạy đến ngõ cụt. Họ đành phải làm liều đẩy xe phá vòng vây chạy ra đường lớn. Tên đại ca cũng lái xe đuổi theo. Tưởng cuộc đời đến đây là chấm hết, nhưng may sao phía trước là đồn cảnh sát. Hai người chạy hết tốc lực và đã thoát được một kiếp. Lũ giang hồ không muốn dây vào cảnh sát đành bỏ đi. Cả hai liền lao vào đồn báo án. Nhưng ông cảnh sát thấy hai thằng này như hai thằng nghiện, mặt mày lại máu me be bét, nên trích điện cho giật thấy bà nội và ngất luôn tại chỗ. Hôm sau thầy giáo phải đến bảo lãnh cho ra ngoài. Hai anh chàng liền dẫn thầy đến hang ổ của bọn bắt cóc hôm qua, nhưng chúng đã dọn dẹp hiện trường. Tuy nhiên vệt máu thì vẫn còn. Thầy khuyên họ về trường và để vụ này cho ban chuyên án xử lý. Nhưng khi biết được ban chuyên án phải 2 tuần sau mới nhận, vì họ còn có một vụ án khác đang điều tra, khiến hai anh chàng rất thất vọng. Đợi đến lúc đó thì các cô gái đã bị giết hết rồi. Biết không thể dựa vào được cảnh sát, họ quyết tâm tự mình phá án. Còn bên này những cô gái bị bắt cóc đang rất khốn khổ. Một cô bé mới chỉ 13 tuổi đã bị mấy tên ác nhân tiêm thuốc đến thối hết phần bụng. Hai anh cảnh sát thì vẫn đang miệt mài rèn luyện thể lực và sức khỏe. Quyết tâm chính họ sẽ lôi lũ cặn bã ra ánh sáng pháp lý. Hai người lấy danh thầy giáo thành công mượn được súng điện, dùi khui và hai bộ đồ đặc chủng. Đã đến lúc họ sẵn sàng lên đường, may mắn có sự giúp đỡ của nữ giáo quan. Họ biết được vụ án này có liên quan đến phòng khám thai sản có tên Hát, Hóa ra bọn buôn người đã bắt cóc những cô gái trẻ để bán lại cho bệnh viện này. Bên đó tên bác sĩ đang làm giao dịch với đôi vợ chồng giàu có vẻ như đôi vợ chồng không hề biết việc làm tàn ác của bác sĩ, họ chỉ nghĩ đơn giản là có một cô gái tốt bụng, đã hiến chứng cho họ mà thôi. Xong xuôi tên bác sĩ đến gặp tên đại ca lấy hàng, đó chính là những cô gái bị bắt cóc, tất cả đều được đưa vào phòng khám, tiêm thuốc mê chuẩn bị lấy chứng. Lúc này cặp đôi song sát đã có mặt ở dưới hầm bệnh viện, đối diện với họ là mấy anh em xã hội, nhanh như cát run chào hỏi đối phương bằng đầu gối thần trưởng, những đòn đánh của anh nhanh nhẹn như mây bay nước chảy. Dù địch có đông cỡ nào cũng chẳng còn là vấn đề, Hyon cũng không hề kém cạnh, chỉ cần hai chiếc dùi cui mà anh đã cuồng hành chúng lên bờ xuống ruộng, một tên đến là một tên gục, hai tên đến thì đắp chiếu cả hai, chỉ trong vài phút ngắn ngủi bọn họ đã đánh bại lũ côn đồ. Họ tiếp tục lên trên để giải cứu các nạn nhân, tuy nhiên thang máy vừa lên đến nơi, thì tên đại ca đã trực sẵn ở đó, sức mạnh của hắn vẫn là đẳng sở cấp, liên tục bón hành ngập mồm cho hai anh em, một đánh hai mà vẫn nhẹ nhàng như đưa nàng đi ngủ. Nhận thấy không thể đánh trực diện được với hắn, nên cả hai đã hợp sức tổng tấn công, khiến tên đó không kịp trở tay thay quần áo. Sau một hồi vật vã họ đã thành công vắt kiệt sức của hắn, chớp lấy thời cơ nam chính đã chốt hạ tên đó bằng một đòn cuối, vậy là đã giải quyết được kẻ khó nhằn nhất. Họ nhanh chóng tìm đến chỗ các cô gái, cũng may là hai người đến kịp thời, vả vã cho thằng bác sĩ khốn nạn một trận, ơn trời các cô gái vẫn bình an vô sự. Cảnh sát cũng nhanh chóng đến bắt lũ ác nhân, sau vụ việc lần đó, thay vì được vinh danh thì hai người họ lại đang đứng trước nguy cơ bị đuổi học, do đã vi phạm nội quy trường học tự ý hành động nguy hiểm bên ngoài. Tuy nhiên vì công lao và lòng dũng cảm, nên họ đã được hội đồng giáo quan công nhận và tha lỗi. Tuy hai anh chàng chỉ là học viên cảnh sát, nhưng lại phá được đường dây buôn bán chứng người trái phép. Vốn lúc đầu hai người này đều chẳng có mục tiêu vì chính nghĩa gì cả, chỉ vào trường học cho vui. Nhưng sau thời gian được rèn luyện và thực chiến, và cứu giúp được 20 cô gái vô tội, hai anh đã cảm nhận được niềm vui và sự kiêu hãnh của nghề cảnh sát này. Đó là công việc cao cả và bảo vệ an toàn cho người dân. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.